Bộ Y tế vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc điều tra xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công văn này được đưa ra sau khi Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh 9 người là nhân viên giao hàng tại tỉnh này. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bắc Ninh có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp trên cho địa phương liên quan để phối hợp truy vết, cách ly y tế kịp thời, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Hiện tại, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài với hơn 107.000 nhân khẩu. Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh Bình Dương xem xét xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến một bệnh nhân tử vong bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển chiến lược điều trị COVID-19 từ 5 tầng xuống còn 3 tầng. Việc điều trị phân tầng nhằm rà soát, sắp xếp lại quy trình điều trị bệnh nhân COVID-19 từ lúc phát hiện ca cấp cứu, tiếp nhận, chuyển viện để vận hành có hiệu quả. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố bạn tiếp tục tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát, không rút nhân sự đang hỗ trợ nhưng có thể cử nhân sự thay thế luân phiên và vẫn đảm bảo đủ số lượng nhân sự đã được huy động nhằm giữ ổn định lực lượng nhân viên y tế đã được tăng cường cho các tuyến điều trị. Thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 16 đến 23 tháng 8, trừ các hoạt động thiết yếu. Trong ngày đầu phong tỏa, Đà Nẵng ghi nhận 96 F0 mới, 9 ca cộng đồng. Đây là ngày Đà Nẵng có số ca mắc COVID-19 lớn nhất trong 38 ngày qua. Thành phố đã tiến hành xét nghiệm lấy mẫu đại diện hộ gia đình, bắt đầu chiến dịch tìm F0 trong cộng đồng. Tại điểm lấy mẫu, logo xác nhận hộ có đại diện xét nghiệm COVID-19 sẽ được phát cho người dân để họ tự dán trước nhà, giúp các tổ dân phố dễ dàng rà soát danh sách hộ đã xét nghiệm. Bệnh viện Phổi Hà Nội đã được dỡ cách ly sau 21 ngày. Cơ sở y tế này cũng đã khẩn trương khử khuẩn toàn bộ không gian bệnh viện để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân tới khám trở lại dự kiến vào ngày 19 tháng 8. Từ 15 giờ chiều qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã lắp đặt 6 tổ kiểm soát người ra đường trong nội thành. Mỗi tổ công tác gồm 15 cảnh sát sẽ cắm chốt trên các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội để kiểm tra, xử lý người ra đường không đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Buôn Khóa, xã Cự Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan cảnh sát điều tra công an Krông Bông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Ngày 16 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Bicamex IDC tổ chức công bố đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Bệnh viện dã chiến Thới Hòa thêm 3.400 giường, đồng thời gấp rút mở rộng thành khu điều trị bệnh nhân COVID-19 lớn nhất tỉnh lên 12.000 giường để thu dung hết F0 đưa về đây điều trị. Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ chính thức tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh chuyển về. Đây là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước. Trung tâm trên có quy mô 200 giường,